Cảm ơn mọi người đã trở lại với Simplify Channel. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cách bạn tập phát lực với lại bao nặng và cách bạn tập timing độ chính xác và tốc độ với lại cái bao nhẹ. Bên cạnh đó, ở cuối clip tôi xin trình bày một số cái bài tập đơn giản để tăng cường cái độ dẻo dai cho vai của mình. Để tập phát lực cho những cú đấm hoặc là những cú đá thì tôi thường hay sử dụng cái bao nặng. Thì những cái bao như thế này á, thì bạn có thể chọn cái trọng lượng nó bằng trọng lượng cơ thể của bạn hoặc là cao hơn, thì tùy theo mình thôi, mình phải thử. Chứ nếu mà bạn chọn mà cái bao mà nặng quá, bạn sẽ bính dễ bị đau vai, một. Thứ hai là khi mà đánh xong cái đầu mình nhức. Thì cái bao này nặng khoảng 100 kg. Ví dụ tôi giới thiệu về cách, ví dụ như mình tập lực cho cú đá. Ví dụ tôi đá cú đạo sơn, thì khi bạn có hai lưu ý khi bạn tập cú đá hoặc là tập cú đấm cũng vậy. Khi bạn tập á, là bạn không có đá lại mà bạn cũng không có đấm lại, và bạn phải tưởng tượng đây là đối thủ của mình. Và khi mình tập trung vô, mình muốn đá là mình suy nghĩ, vừa suy nghĩ đá, mình muốn đá là mình phải đá liền, chứ không mình không có đứng đá ẩu đá đại, đứng đá đại vậy. Khi tập trung ý vô cái bao, mình nghĩ đá là chân mình đá liền, để khi mình thấy mà đối phương mà nó, khi mình giao đấu á, thấy đối phương nó hở, ví dụ như nó hở mặt, nó hở bụng, vì mình vừa thấy là chân mình vừa đã đá liền, chứ mình không có đợi. Đó là mình tập để phản xạ. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn phải để ý cái hơi thở của mình. Tại vì mình tập cần ở đây là gì? Tốc độ với sức mạnh cho một đòn duy nhất. Nên khi mà bạn mà ra đòn á, là bạn phải cái hơi thở của bạn là bạn phải thở mạnh ra nhất, mà trong cái âm lượng á, phải thở mạnh nhất trong cái thời gian ngắn nhất có thể. Có thể là bạn phải kèm theo tiếng hét khi mà bạn ra đòn. Ví dụ giờ tôi đá, tôi tập đá, rồi dù bạn đá bên đây 10 cái là chân thuận của bạn đi, thì qua chân không thuận là chân trái, bạn đá khoảng 10-12 cái hoặc là 15 cái, bạn đá nhiều hơn đây, ví dụ bạn nên tập đều hai chân. Ví dụ như chân không thuận mình cũng phải ráng tập, mà thậm chí tập nhiều hơn cái chân thuận nữa, để khi nào cái gì mình chỉ cần 7-8 phần của chân thuận thôi, vậy là đủ rồi. Dù ví dụ qua đòn đấm ha, dù bạn tập phát lực cho cú đấm thôi sơn đi, thì cái bạn muốn tập tay nào á, thì cái chân đó mình đứng sau,
Ví dụ mình tập tay phải, thì chân phải mình đứng sau ha. Khi bạn đấm, bạn thở ra, thở ra, thở mạnh ra. Nhưng mà cần nhất là cái eo của mình. Ví dụ mình đấm, thở ra. Nhưng mà đấm tới là bạn không có rút về vậy. Không phải như mình đấm bâu cát kia, mình rút về. Này bạn tập phát lực. Nên khi mà bạn mà đấm tới á, tới bao rồi bạn giữ lại chút xíu thôi, là bạn hãy rút tay về. À, ví dụ đây là khoảng cách xa đây ha, bạn nhích lại gần nè, bạn nhích lại gần cái bao, khoảng cách nó gần lại ha. Bạn càng lại gần thì bạn càng phải sử dụng eo nhiều. À, xong bạn nhích lại gần nữa thì lúc này là mình phải xài eo nhiều. Thì vì bạn tập á, nhiều khi cái tay bạn chưa có mỏi đâu nha, nhưng mà cái mà bạn do mình xoay hông nhiều á, nên hai cái cơ của bụng, hai cơ bụng dưới của bạn nhiều khi là đau lắm á, chuột rút luôn á. Thì mình phải tập cái cơ bụng cho nó mạnh thì mình đánh mới giỏi được. Thì cái bài tập cơ bụng á, thì mới mốt lạnh tôi làm một cái clip hướng dẫn cái này đơn giản thôi, chả gì cao siêu hết ha. Khi bạn đứng gần sát vô, lúc này bạn chỉ còn xoay cái hông thôi, xoay thôi, cái tay bạn không có lực nữa rồi đó. Mình tập phát lực vậy. Rồi tay trái thì mình cũng tập vậy luôn ha. Mình tập hai tay đều hết. Ví dụ như là cú móc, bạn cũng tập vậy. Ban đầu bạn cũng đứng xa, bạn móc vô. Bạn móc vô ha. Xong mình đứng sát lại gần, mình móc ngắn ha. Móc ngắn. Xong sát lại gần đây nữa. Khi mà sát lại gần để móc này, bạn chịu tay đây nè. Móc. Nhích cái hông qua là móc được liền. Ha. Rồi còn mà móc mà đánh sóc lên á, thì tôi nghĩ tập cái bao tròn nó hay hơn là tập với cái bao này. Hay với tập chọ cũng vậy, bạn quýnh chọ cũng vậy, bạn cũng đứng chứ sao, chọ nào bạn cần quýnh bạn đứng, bạn quýnh đánh vô thở ra, đánh từng cái thở, từng cái thở mạnh ra. À, bên tay trái mình cũng vậy. Đối với cái bao nặng này á, thì bạn cũng không cần phải xô bao ra để bạn quýnh, tại cái trọng lượng của nó là đủ để mình quýnh rồi. Giờ quýnh tay không ha, tháo găng ra. Cái bao này tôi hay tập cũng hay quýnh tay không với cái bao này, tay không đeo găng á, bởi vì tôi hay đánh, tôi hay kết hợp với phổ. Ví dụ nhớ làm mồ hôi nha, trượt. Ví dụ đó, ví dụ vậy. Nên tôi hay thường kết hợp với vỗ. Thì cái vỗ á, nó cái tay mình nó linh động. Có những
có những lúc á mà bạn đấm, có những cú đấm nhiều khi mình đấm không trôi đâu nha, nhưng mà khi bạn vỗ nhiều khi lại thắng. Ví dụ bạn vỗ vô đây, hoặc là khi đối phương đánh tới, thay vì bạn lách, đánh tới mình lách, mình đấm vô đây thì mình vỗ vô, vỗ đây, nên nó cũng có rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như bạn đấm, thay vì mình đấm tán, đấm, nên tôi hay sử dụng để vỗ. Thì cách tập vỗ nó như thế này nè, bạn vỗ, bạn xoay hông, thả lỏng vai ra, đừng có gồng, thả lỏng, vỗ vô, mình xoay hông, vỗ xuống, vỗ trả lại bằng cái má ngoài bàn tay, đổi hai tay vậy, bạn đứng bạn vỗ vậy. À, bạn vỗ vài trăm cái, một ngày vỗ vài trăm cái, khi nào bạn vỗ chừng cỡ 10.000 cái là nó đỡ đỡ, là bạn sẽ nó quen quen ha. Đó là mình vỗ, hoặc là bạn quýnh hợp bàn chưởng. Trường hợp là gì, ví dụ như đối phương nó hay lao vô đầu của mình, hay hút đầu vô, lũi đầu vô, vỗ thì mình đứng hai ba vỗ, thở ra ha, thở ra, đây là vỗ mặt. Hoặc là bạn có thể tập tay lông trảo, bạn đánh vô đây, hoặc mình chặt chẳng hạn. Khi mà bạn tập với bao nặng rồi á, người mình nó rất là ì, nặng nề, nên cuối giờ mình giải lao á, mình tập với cái bao nhẹ, bao nhỏ như thế này, mình tập cho nó thả lỏng cơ thể lại. Ngoài cái mục đích mà thả lỏng ra, nó còn cái bao, những cái bao nhỏ nhỏ này bạn tập nó có tác dụng gì? Dù nó nhỏ nè, nó di chuyển nè, là bạn phải di chuyển, khi bạn đánh bạn phải di chuyển theo nó, nên chân mình cũng phải di chuyển theo. Đó nhất. Thứ hai là sự chính xác, tại nó nhỏ mà mình phải quýnh cho nó chính xác hơn. Nhưng mà cái quan trọng khi mà bạn tập bao nhỏ này, bạn có thêm quan trọng là cái timing. Ví dụ như bạn đánh cái bao văng ra ha, bạn canh được cái thời gian, cái thời điểm để bạn tung cú đánh tiếp theo. Ví dụ bạn đánh chậm quá thì bạn vô sát, bị sát vô đây rồi. À, còn bạn đánh sớm quá, ví dụ cái bao đang lạnh đánh sớm quá, bạn chờm mà bèo mi với. Nên khi mà tập mấy bao nhỏ này á, ngoài trừ mà mình thả lỏng ra, nó có những cái lợi thế vậy. Ví dụ như là cách tập á, thì tôi làm ví dụ mấy cái thế này. Thứ nhất, ví dụ bạn có thể là tập một hiệp 3 phút cho cái tay trước của mình không thôi. Tay trước, ví dụ bạn đánh thẳng nè, bạn đấm cú đấm nằm ngang nè, cú đấm thẳng đứng nè, móc ha, rồi đắp chọi vô. Ví dụ bạn dành cho một hiệp để mình tập cái tay trước không, ví dụ đắp chọi ha, dương chọi. Ha, cách thứ nhất ha. Rồi bắt đầu mình tập tới tay sau, mình đánh nhẹ thôi. Cái bao này không phải để tập lực, nên bạn không cần phải đánh mạnh ha. Đánh đẹp, bạn đánh di chuyển ha.
đánh là bạn đánh mạnh cái, đợi đợi cái bà nó tới, khi bạn đang đánh nhẹ đánh mạnh cái đợi cái bà nó tới chặn lại ha. Mình có thể xài lá nữa, ví dụ như bao lao tới, hả à, lao lắc ngang qua đi ha, bạn đá bạn đạt ha, là một lần hoặc là mình đánh liên tiếp, đánh nhanh cho cái bao nó di động, mình đi theo cái bao luôn, ví dụ à, ví dụ vậy nha. Rồi bây giờ mình tập một số bài bổ trợ đơn giản cho cái sự dẻo dai của vai ha. À, tôi sử dụng tạ 5kg, rồi thanh gì nữa, thanh tạ 9kg, rồi tạ tay 1kg. Đầu tiên là tôi đấm thẳng 30 giây thôi, mình nghỉ 15 giây. Bắt đầu. Bạn đấm thẳng, bạn đấm ngang vai ha. Bạn đấm ngang vai, bạn không đấm xuống ha. Đấm ngang vai, hãy chân mình nhịp theo. À, nghỉ 15 giây. Rồi vô. Bạn 30 giây với lại thanh gánh, thanh đẩy tạ nữa ha. Bà đại 30 giây. Nghỉ 15 giây nữa ha. À. Giờ bạn đẩy chéo lên ha. Bạn không đẩy thẳng nữa, bạn không đẩy thẳng ngang vậy nữa, bạn đẩy lên. Nghỉ phút.
Bạn nghỉ một phút rồi bạn đấm cái cục tạng ký nè. Mình đấm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút ha. Thì bạn đấm hai chân mình nhớ nhịp ha, bạn đấm thẳng ra ngang với vai, bạn không đấm xuống ha, bạn đấm xuống nó không có mỏi, bạn đấm ngang nó mới ngang nó mới mỏi. Thả lỏng hai cái vai đó ha, đừng có gồng. Này bạn tập với bao cát cũng được, nhưng mà tôi không thích, tại vì bao cát đánh bạn có cái lực hồi lại nó mỏi bằng tập cái này. 15 giây cuối bạn tăng tốc lên. Thì chút ha, nghỉ một phút ha. Mới đánh bao cát xong tập này phê. Rồi, chuẩn bị vô hiệp 2 ha. 3 phút nữa.
Nhanh. Còn hiệp cuối ha. Nhanh hả? Hãy